Kính thưa các bạn, trước khi theo dõi toàn bộ nội dung cuốn sách Gương Danh Nhân của tác giả Nguyễn Hiến Lê, mời các bạn nghe lời tựa về cuốn sách này. Tôi ngờ rằng hết thảy các nhà lập chương trình giáo dục hiện nay ở phương Tây cũng như ở phương Đông, sở dĩ không bỏ môn luân lý ở ban trung học là vì chưa nỡ lòng nào, chứ trong thâm tâm thì không ông nào không nhận rằng giờ luân lý ở trường học khó có hiệu quả được lắm. Có hiệu quả làm sao được kia chứ? Một ông giáo nào đó, tư cách nhân phẩm ra sao không biết, mỗi tuần tới lớp 1 giờ, bắt học sinh trả bài, rồi chép bài về nhà học. Hễ ai học thuộc thì được nhiều điểm, rồi tan giờ ra, thầy trò không liên quan gì tới nhau cả. Như vậy mà gọi là đức dục thì thực là mỉa mai quá lắm. Bây giờ nhớ lại mười mấy năm cắp sách tới trường, tôi học cả mấy trăm giờ luân lý mà không có giờ nào để lại cho tôi được một chút ấn tượng, chứ đừng nói là ảnh hưởng đến tâm hồn tôi nữa. Đức dục của tôi hoàn toàn không do những bài học luân lý ở nhà trường, mà do những tấm gương sáng của các người thân. Vâng, đúng như vậy. Tôi may mắn được sinh vào một gia đình nghèo mà giữ được nề nếp. Ngày nay tôi mới nghĩ vậy, chứ hồi 15-16 tuổi, thú thực là thấy bạn bè và anh em trong họ, vì có cha làm ông thông, ông phán, mà được ngồi xe nhà gọng đồng bóng loáng, đi giày gia đình, cuốn phu la. Tôi cũng nhiều lúc hậm hực, tự hỏi, sao cha tôi lại gan dở, không thèm làm việc với Pháp, để anh em chúng tôi phải chịu biết bao điều thiếu thốn. Xin hương hồn người tha cho tôi cái tội dại dột đó. Người mất hồi tôi mới 8 tuổi, nhưng đã kịp khắc trong đầu não tôi một lời khuyên cần học, vì người đã săn sóc sự học của chúng tôi một cách tận tâm và cảm động. Tôi nhớ một lần người phải nhịn tiêu một món để mua cho tôi cuốn Nam Hải Dị Nhân. Hồi đó lương ông phán chỉ có 30 đồng, mà cuốn đó tới 4 hào, bằng 200 đồng bây giờ. Một tấm gương sáng nữa là mẹ tôi. Con một ông phủ nhưng xa sút, người phải buôn bán lặt vặt, nhẫn nại cần cù từ mờ sáng tới khuya để nuôi một mẹ hóa và 4 con côi. Năm tôi đậu tiểu học, bà con khuyên người cho tôi phá ngang đi làm giúp nhà, người không chịu, hy sinh cho tôi học thêm 8 năm nữa. Hỡi ơi, người nuôi tôi 24 năm mà tôi nuôi người không được 24 ngày. Ở trường tôi được soi cái gương nghiêm cẩn của cụ Nguyễn Gia Tường. Nguyễn Gia Tường 1905-1985 tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Đông Dương, giáo sư tại trường Bưởi. Sau năm 1945 ông là hiệu trường người Việt đầu tiên của trường này. Hiện còn sống, và nhất là gương quân tử của cụ Dương Quảng Hàm. Cụ Dương rất khiêm tốn, hòa nhã, giản dị, quanh năm đạp một chiếc xe máy cũ từ Hàng Bông tới trường Bưởi bằng những bộ đồ vải mốt tuy cổ nhưng bao giờ cũng ủi kỹ và sạch sẽ. Và suốt đời hễ miệng thôi giảng bài thì tay cầm cuốn sách hoặc cây viết. Tôi cũng mang ơn ông C, người Pháp, nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng Công Chánh. Đức ngay thẳng, quang minh chính đại của ông thì chỉ những triết nhân La Mã thời xưa mới sánh kịp. Tôi còn nhớ trước khi chúng tôi ra trường, ông hùng hồn khuyên chúng tôi đạo liêm khiết, vì ông thừa biết rằng nghề tham tá Công Chánh thời nào mà chẳng dễ làm cho con người trụy lạc. Còn những bạn bè tôi nữa chứ, anh Thiều và anh Nghiêm. Anh Thiều thông minh mà lơ mơ, lúc nào cũng mỉm cười bí mật. Giữa năm thứ tư bỏ học, làm thư ký ở ga Việt Trì, tổ chức một trạm đưa đón các bạn đồng chí muốn xuất ngoại hoặc hồi hương. Anh Nghiêm cao lớn hồng hào, học tầm thường
mà đá banh giỏi, nghỉ hè năm 1929 hay năm 1930, làm cho tôi sửng sốt. Anh giả trang thành một thợ nề có đại tang, lặn lội tới thăm tôi ở làng Phương Khê cùng với một người bà con của tôi, ngủ với tôi một đêm, rồi sáng hôm sau ngược đường lén qua tàu. Đó, chính những tấm gương sống đó đã lãnh phần đức dục của tôi, chứ không phải là những bài học luân lý của các giáo sư trung học. Ở trường xa tiếp xúc với đời, có lẽ tình cảm của tôi cũng nhụt đi vài phần, nên ít khi xúc động mạnh như hồi nhỏ, mặc dù đã gặp những tấm gương rất rực rỡ. Nhưng tôi đã tìm thêm cảm xúc trong văn học thế giới, nhất là trong tiểu sử danh nhân. Và tôi thấy rằng những tiểu sử đó khi viết với một tấm lòng nhiệt thành thì bổ ích cho đức dục hơn hết thảy các loại khác trong văn học. Tôi yêu Nguyễn Công Trứ, một người hào hùng mà khoáng đạt. Tôi ngưỡng mộ Phan Đình Phùng, một nhà nho mấy chục năm lấy cái chết để giữ chữ tín. Tôi khâm phục Vương Dương Minh, băn khoăn tìm chân lý, khí hạo nhiên sáng rực ở trong tâm. Có lẽ vì sinh trong một gia đình nho học, cho nên tôi thấy Thích Ca và Giê-xu cao quá, mà chỉ thích đọc tiểu sử Khổng Tử. Vị vạn thế sư biểu đó mới gần chúng ta làm sao? Hăng hái, hoạt động, nhũn nhặn, nghiêm trang mà ôn hòa và yêu đời, rất yêu đời. Ông không nhận mình là ông thánh, bảo ai cũng có thể làm thầy ông được cả, từ người hay tới người dở. Mấy ai đã có được một tinh thần như vậy? Tâm hồn của ông rất nghệ sĩ. 3 tháng say mê học nhạc thiều, rồi về già, san kinh thi, giữ lại hàng trăm bài hát vô cùng tình tứ. Đáng yêu nhất là nhà giáo đạo mạo đó, có óc trào phúng, có lần tự ví mình với con chó hoang, và ví cả đoàn thầy trò bơ vơ 3 năm từ Trần sang Thái. Với một bầy không phải trâu, không phải cọp, lang thang ngoài sa mạc. Và mối tình thầy trò của ông với Nhan Hồi mới đẹp làm sao? Nhan Hồi bảo, thầy còn đó, làm sao Hồi dám chết? Khi Nhan Hồi chết, ông khóc rất thảm thiết. Ôi, trời hại ta, trời hại ta. Đọc tiểu sử các danh nhân như các vị đó, tôi thấy mê hơn đọc tiểu thuyết. Nhiều tiểu thuyết hồi nhỏ ta ham mà lớn lên ta chán. Tiểu sử danh nhân thì trái lại, tuổi càng cao càng thấy nghĩa lý, càng rút được nhiều bài học về nhân sinh quan. Và hôm nay đây, tôi vụng về chép lại những điều đã đọc, tuy mục đích là để giúp bạn trẻ, mà thâm ý cũng là mong được gần gũi thêm cổ nhân, soi lại tấm gương của cổ nhân một lần nữa. Độc giả có thể trách tôi không chép tiểu sử danh nhân nước nhà. Tôi xin thưa, những vị gần đây thì nhiều người đã chép rồi, còn những vị ở thế kỷ trước thì tôi thú thật không biết tài liệu ở đâu. Đã từ lâu tôi mong có cơ hội tra khảo trong các thư viện về Nguyễn Công Trứ, rồi tới những nơi cụ đã lưu lại di tích để tìm tòi, điều tra, viết một cuốn như cuốn Đời Sống và Thời Đại của Tô Đông Pha, của Lâm Ngữ Đường. Nhưng 20 năm nay, cái mộng nhỏ đó vẫn chưa thực hiện được. Tôi cho rằng, trong cái nghề cầm bút, sự may rủi chiếm một phần quan trọng, có lẽ lớn hơn phần học thức và chí hướng của tác giả. Nhà văn cũng gần gần như một người tìm mò. Trong đời sống, may mà gặp được những tài liệu quý giá thì tức là đào được những mỏ vàng, chẳng may thì phải dùng những tài liệu tầm thường vậy. Rừng sách vô cùng mênh mông, phương pháp tìm kiếm chỉ giúp ta được một phần nào thôi. Huống hồ nhiều khi biết chắc ở nơi nào đó có tài liệu mà không sao tới được, chỉ còn cách tự an ủi và mừng dùm cho những bạn đã may mắn hơn mình. Cho nên trong bộ tiểu sử này gần như không có sự lựa chọn gì cả. Sở dĩ tôi chép đời nhà này
mà không chép đời khác chỉ là do kiếm được tài liệu cùng không. Tôi đã gom những nhà có tài có đức trong mọi giới vào cuốn thứ nhất, tức cuốn này, các nhà bác học và phát minh trong cuốn thứ nhì hiện đã soạn xong, và tôi hy vọng sẽ tiếp tục hai cuốn nữa để lần lần lập một tủ sách thanh niên. Sài Gòn, ngày 1 tháng 2 năm 1958. Các bạn vừa nghe xong lời tựa cuốn Gương Danh Nhân của tác giả Nguyễn Hiến Lê. Tại trang www.guongdanhnhan.vn, mời bạn chọn nghe câu chuyện thứ nhất.